Hello, xin chào các bạn. Và giờ trưa tới rồi thì giờ bây giờ để mình lại tiếp tục ăn cơm trưa với đậu gián. Đậu Không. gián xào. Coi. Khoái Như cơ cái à. Cái hộp ngon. Bí kho. Bỏ hành với tiêu vô, nhìn rất là hấp dẫn thôi. Riêng dĩa rau. Dĩa rau rất là ngon luôn nè. Cà chua, cải. Cải đậu xanh, cải gì đó. Cải ngọt kìa, rồi dưa chuột. Rồi. Chỉ có một điều rất đặc biệt đó là rong biển. Giờ mình cuộn rong biển này mình ăn với cơm ha. Điểm tương này. Hàn Quốc nó có làm gì á, canh rong biển gì nữa đó. Rong biển là món của Hàn Quốc. Đó, đi làm công ty kia thấy thấy bà nó ăn, nó làm á, bà nó ăn Hàn Quốc á. Miếng này bự lắm nè. Bự. Bự y dưới gói vậy. Trời ơi, bự dưới này. Bự quá, sáng nhỏ rồi. Nè, rất là thơm. Thơm phức luôn. Vô rong biển nó bán nó định thị cũng của Hàn Quốc luôn không? Hàn Quốc á. À, nó bình nhỏ xíu à. Giống như ăn chơi vậy. Bự chà bá rồi. Mày nó bự bằng cái gói đó luôn mà. Ngon không? Ngon gì đó. Này cũng với cơm hoặc là ăn miếng cơm cắn miếng rong biển cũng được. Này niêm cái gì ta? Cái tiêu hay gì á? Rồi với lại một món nữa. Đây là món sữa, sữa tươi trộn với chuối với lại hạt chia. Đó, nãy giờ bỏ tủ lạnh à. Giờ lạnh ăn. Úp hai cái chuối vô luôn. Có rau gì nữa. Ngon rồi đó. Mình rất còn nha, chúng ta biết mua bệnh rẻ không ta? Như mắc mình chạy không biết, chắc mắc à. Mắc hả? Bạn thân của Việt Nam mình cho nè. Bạn thân là ai? Bà bạn đâu quên ấy mà. Dạo bà mà bán khen Việt Nam mình hết. Hai vợ chồng đi Hàn Quốc gì lắm. Du lịch hả? Nói cho cái gì là nhiều lắm, không cho cái gì đó. Mắc. Trong khi đó cũng ăn cho ta mình. Bốn bàn bà ăn lên bữa ăn. Ngon lắm anh Hà Kiều. Hiện tại có ăn chay ăn được không đâu. Có đọc hướng dẫn sử dụng, có đọc hướng dẫn thành phần không biết ăn chay được. Chứ mình làm ngồi sổ thể không hút ăn hết chứ có gì. Không biết có bỏ cái gia vị gì mặn không á. Chắc có. Ngon quá. Ta trong biển ta ăn chay gì mà. Cái này cơm nóng cái bỏ cái này lên cho nó mềm luôn. Mềm lên cái em. Mà còn nóng mà. Thấy miếng. Có miếng cơm này nè. Đâu có lấy cái gì cũng rất là ngon. Với ăn miếng rau. Xà lách, cải bẹ xanh. Tốt chưa? Ngon có lấy cái gì không? Rất là ngon các bạn. Nhưng mà sao nó niêm ngon dữ vậy? Bữa thấy cái bà đó làm ăn á. Xong vẫn có cái tre á nè. Nhìn cái những lỗ gì nè mà nhỏ xíu à. Nó quấn quấn lại thành như một cái tấm cuốn nữa. Bỏ lên, bỏ này lên, bỏ cơm này lên, cuốn cuốn lại cái tròn á. Có loại dao sắc ra sắc thành cùng cục thành. Mà ăn thích ngán lắm kìa. Cái gạo đó gạo gì cũng dẻo.
Tương lương nữa. Vậy bà không có hay nhiều. Mày hiền hay nhiều. Mình thôi. Ngon thiệt đấy. Thằng Quốc nhìn cũng mắc lắm á. Mình nói đó. Gấp mắt rồi. Hả? Gấp mắt. Em ý là đầu đẹp bên đó nó mắc lắm á. Sẵn như mình đâu, mình là rẻ đó. Nói giá cả rồi. Ngày sáng qua anh đi làm ta. Làm đây nhanh nhiều tiền hơn. Thấy hôm nay công ty Hàn Quốc nhiều lắm. Bỏ hết rồi. Giờ thì biết công ty Hàn Quốc. Gì? Giờ thì biết công ty Hàn Quốc. Mình đặt đó, cái tên ngoài biết cái gì? Được không? Hả? Cái tên chắc không? Nhật Bản với Hàn Quốc thì cái tên nó giống giống nhau. Có Trung Quốc với Đài Loan. Vô lại biết liền. Cái tên nó thử đó. Sao mà hả? Nhanh chứ. Nhanh.